thiết kế thi công nhà đẹp xin chào quý vị và các bạn. Thay mặt đội ngũ kiến trúc sư của nhà đẹp xin được kính chúc quý vị có những giây phút buổi tối vui vẻ bên cạnh người thân và cùng chúng tôi tham quan các mẫu thiết kế nhà độc đáo. Thưa quý vị, với xu hướng đất chật người đông, đặc biệt là ở khu vực đô thị, thì công trình mẫu nhà ở kết hợp kinh doanh 2 tầng 10 nhân 17m tại Bắc Giang mà đội ngũ kiến trúc sư đã sử dụng kiến trúc hiện đại độc đáo để kiến tạo một công trình vừa để ở mà lại rất phù hợp để kinh doanh, giúp gia chủ có thêm thu nhập. Nào, ngay sau đây hãy cùng chiêm ngưỡng phối cảnh chi tiết và mặt bằng công năng của ngôi nhà này nhé. Trước tiên là thông tin về công trình, chủ đầu tư, anh Tư, địa điểm xây dựng, Bắc Giang, diện tích nhà 10 x 17m, diện tích tầng 167,3m², diện tích tầng 2 177,5m², tổng diện tích 344,8m², tổng giá trị thi công 1.896.000.000 đồng, phối cảnh 3D. Thưa quý vị, nhà ở kết hợp kinh doanh đang là xu hướng thiết kế và xây dựng nhà ở hiện nay, đặc biệt là tại các đô thị. Sở hữu mặt tiền rộng, gia đình anh Tư hoàn toàn có thể bố trí biệt thự, nhưng với ý tưởng phối cảnh mà nhà đẹp đưa ra thì anh Tư đã hoàn toàn đồng tình với phương án mẫu nhà ở kết hợp kinh doanh 2 tầng, kích thước 10 x 17m. Ngoại thất của công trình nhà ở kết hợp kinh doanh của gia đình anh Tư hiện lên với vẻ kiên cố và bề thế. Mặt tiền rộng 10m là lợi thế rất lớn để gia đình anh lên ý tưởng xây dựng ngôi nhà phố độc đáo với lối kiến trúc hiện đại, kết hợp họa tiết trang trí, các đường phò chỉ thanh thoát, mang đậm dấu ấn kiến trúc phong cách hiện đại. Các bạn thân mến, thiết kế nhà ở như một đứa con tinh thần, nên các kiến trúc sư nhà đẹp luôn tận dụng trí sáng tạo hết sức có thể để mang đến cho gia chủ không gian vừa ý nhất. Kiến trúc sư nhà đẹp đã phô diễn tối đa những nét đẹp của dòng kiến trúc hiện đại lên ngoại thất công trình và tối ưu không gian mặt tiền để gia chủ kinh doanh. Tổng thể kiến trúc này được phủ trọn vẹn gam màu trắng thanh thoát, kết hợp gam màu gạch vàng sáng ốp gạch tầng 1, khu vực ban công của ban công xanh đen nổi bật mang vẻ đẹp bề thế. Thêm vào đó, sắc màu vàng kim tạo mặt tiền tầng 1 góp phần nâng cao chi tiết đẳng cấp cho ngoại thất công trình. Các khung cửa kính kết hợp màu gạch đỏ tạo màu sắc nổi bật trên nền trắng tạo cảm quan đồng nhất về màu sắc kiến trúc. Tiếp theo, mời quý vị cùng tham khảo mặt bằng công năng của công trình này nhé. Tầng 1 gần như trọn vẹn gian nhà là khu vực bán hàng, kinh doanh các mặt hàng của gia đình. Các dải kính trong suốt lấy sáng cho mẫu nhà ở cùng kinh doanh tại mặt phố mang đến tầm view đẹp, đồng thời ngăn cách với không gian sinh hoạt bên trong. Phòng khách diện tích rộng hơn 25m², gia chủ có thể kê được những bộ sofa cỡ vừa, không gian còn lại có thể trang trí thêm kệ tivi. Ngăn cách giữa phòng khách với phòng bếp là bức vách gỗ, trong phòng bếp là bộ bàn ăn. Mặt bằng đất của gia đình hơi vắt xéo, nhưng đây cũng là không gian tạo ấn tượng hơn với chi tiết phòng vệ sinh tại cuối nhà. Trên tầng 2 được bố trí bởi 3 phòng ngủ, trong đó có 2 phòng ngủ khép kín. Mỗi phòng ngủ đều có thể đặt thêm tủ quần áo rộng rãi và kê táp đầu giường trang trí. Khu vực phòng thờ rộng 7,7m² là nơi linh thiêng hướng phong thủy, giúp gia đình yên tâm trong việc sinh sống và kinh doanh, phát tài phát lộc. Toàn bộ hồ sơ thiết kế công năng các phòng, kiến trúc nhà ở đều được tư vấn hợp phong thủy cùng tuổi của chủ đầu tư. Kích thước các phòng, chiều cao nhà cùng kích thước cửa đều tuân thủ kích thước phong thủy. Trên đây, nhà đẹp đã giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu thiết kế nhà ở kết hợp kinh doanh độc đáo với mặt tiền 10m tại Bắc Giang. Quý vị cảm thấy mẫu thiết kế này như thế nào? Hãy để lại nhận xét trong phần bình luận bên dưới nhé. Nếu các bạn cũng đang muốn sở hữu cho gia đình mẫu thiết kế nhà phố kết hợp kinh doanh như trên, hãy liên hệ ngay với nhà đẹp để nhận được những tư vấn chi tiết và báo giá hợp lý nhé. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.